Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Hoa Phạm. Ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái demo sử dụng slider để thay đổi cái màu nền cho cái màn hình chúng ta. Rồi đầu tiên các bạn mở Xcode lên tạo giúp mình một cái project mới ha. Mình đặt tên là demo slider. Next và create. Các bạn vào main storyboard. Các bạn kéo cho mình ba cái slider vào màn hình được không? Ba cái slider. Bây giờ mình sẽ sử dụng ba cái slider này để thay đổi cái màu nền cho cái màn hình. Thì để thay đổi màu nền cho cái màn hình thì các bạn nhìn thấy ở đây, khi các bạn kéo ba cái slider vào ha, mở cửa sổ bên này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái như là view slider. Thì cái thằng mà đang chứa ba cái slider của chúng ta chính là một cái view lớn, thì cái này chính là cái thằng mà cho phép chúng ta chỉnh cái màu nền, được không? Chỉnh cái màu nền. Thì đây, để các bạn thay đổi màu nền cho cái màn hình này thì các bạn chỉ cần gọi view.background, được chưa? Bây giờ mình sẽ cho ba cái slider này đổi cái thumb tint. Thì các bạn biết là một cái màu gì đó thì sẽ được xây dựng từ ba màu cơ bản ha. Đỏ, đầu tiên là mình sẽ chọn cái màu đỏ ha. Rồi, tìm thằng red. Được chưa? Tiếp theo là màu xanh lá. Green. Và cuối cùng là màu xanh nước biển ha. Chọn order. Và đây chọn blue cho mình. Được không? Rồi, bây giờ mình sẽ ánh xạ action vào trong cái lash. Được ha. Đóng cái màn cửa sổ bên đây lại. Mình bỏ này đi ha, hàm receive memory wiring. Rồi, mình sẽ ánh xạ action ba cái slider này vào. Mình chọn action ha. Mình đặt là SLD. Chọn màu. Connect. Vì ba cái slider này khi các bạn thay đổi giá trị một cái slider thì các bạn buộc phải thay đổi cái màu nền. Cho nên ba cái slider này mình sẽ ánh xạ nó vào trong chung một cái action thôi. Thì các bạn làm theo mình ha. Cái slider màu đỏ mình đã ánh xạ action rồi. Tiếp tục cái slider màu xanh này, xanh lá ha. Muốn ánh xạ vào chung một action, các bạn kéo ánh xạ qua và các bạn để cho cái function nó sáng lên, rồi các bạn buông ra. Được không? Tương tự với màu xanh, mình cũng ánh xạ qua và để cho nó sáng lên. Rồi, các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn chọn vào cái cục tròn này, các bạn sẽ thấy là ba cái slider của chúng ta nó sáng lên, được không? Thì lúc này khi các bạn thay đổi giá trị bất kỳ của cái slider nào thì nó vẫn gọi vào cái hàm này, được ha? Bây giờ mình nói là khi mà mình kéo slider thì mình sẽ đổi cái màu của cái view, được không? Thì mặc định ha, slider chúng ta có maximum và minimum value đều là bằng từ 0 tới 1 hết. Và màu chúng ta cũng chạy từ 0 tới 1 luôn. Nên chúng ta giữ nguyên cái giá trị cho nó ha. Thì bây giờ mình nói là khi mà mình kéo một cái màu gì đó thì cái view sẽ thay đổi màu nền. Thì mình nói là view.background color. Nó là kiểu UI color. Bây giờ để sao mình truyền được 3 màu vô thì các bạn mở ngoặc để cho nó tạo tìm hàm khởi tạo mặc định ha. Thì ở đây các bạn tìm giúp mình cái hàm có là color literal red, green, blue và alpha ha. Rồi chọn vào màu này. Thì red thì mình sẽ ánh xạ cho ba cái slider này kiểu outlet để mình lấy giá trị lần lượt của nó ra, được không? Ánh xạ. Đầu tiên thì mình sẽ ánh xạ outlet SLD red ha. Rồi connect. Tiếp theo là green. SLD green connect. Và cuối cùng là blue. SLD blue connect.
Rồi, xuống dưới này, mình sẽ truyền lần lượt vào SRD red.value. Tiếp tục green là SRD green.value. Và cuối cùng là blue, SRD blue.value. Còn alpha đây là gì? Alpha là độ mờ nhạt ha. Mặc định mình sẽ để cho nó bằng 1 để nó không có bị mờ đi. Rồi, mình sẽ chọn thiết bị là iPhone 6, mình chạy lên thử. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo ha. Đó, các bạn sẽ thấy là khi mình thay đổi bất kỳ giá trị của slider thì nó sẽ thay đổi cái màu nền của cái view. Được không các bạn? Thì mặc định ba thằng này tối đa thì nó sẽ ra màu trắng ha. Đó, giảm từ từ xuống. Được không? Rồi, mình vừa hướng dẫn cho các bạn sử dụng slider làm demo thay đổi màu nền cho ứng dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.